Hôm nay tôi là Hồng Phước với Văn Bồn và Tấu và giọng Kim Lan. Thì cây này là cây ngũ liên cầm, nhưng mà tôi đàn là cây guitar. Còn Bồn thì đàn cây này là tam liên cầm, trong đó cây đàn bát, cây kiềm, cây sến. Giờ giờ là bển đàn kiềm. Bắt đầu. Bài gì á chú? Trăng thu giờ chú. Bắt đầu. Cái guitar phím lỏm với lại cò này cò thì hả, khi có cò kèm, là có vô lông kèm sến luôn, có sến chứ không có kèm. Bởi vì cái cây kèm này là tôi nghiên cứu kỹ, là chỉ có sợi gân nó mới ra kèm được, chứ dây sắt không được. Dây sắt không được, dây sắt làm dây sến được, dây sắt thì làm được sến được. Vậy cái cây này tổng thể là chú đàn được mấy loại chứ? Vậy là mấy nhạc cụ trong đó đó. Sến hen, cò, gáo, vô lông, rồi guitar mà nếu phải kể luôn cả cây cổ và cây nhạc nằm đây luôn á, rồi cây bass nữa, đổ nhạc luôn. Bass, cây dây ba, dây bass bự nè, đổ bass thiệt luôn, với thiệt, bị dây bass thiệt, mà cây này là bass thiệt luôn. Nếu lên điện thì nó cây bass, người ta đi bass, thay vì người ta đi 4 dây là người ta chêm chữ thôi. Đâu dây bass ta chỉ có 4 dây, cây bass 4 dây. Nhưng mà người ta chêm chữ thôi, chứ còn nếu mà gọi là bass mà chơi bolero rồi, chứ những cái loại nhạc Việt của mình, nhạc sến này kia không cần mấy dây kia, chỉ bao nhiêu là tôi đã đi nó tròn bản hết rồi. Mình chịu cực, mình chạy vài chữ thôi. À bây giờ chú đàn cho con phím lỗm ra chú. Gãi cho con phím lỗm. Quất cái cọng dây đeo. Cái cọng dây đó là đeo không bao giờ đứt đó. Dây đeo này là tại vì tôi nói cho đồ thì mình đi chơi vui thôi, nên nó phải độc lạ ha chú ha, cho nó vui. Cái chủ yếu làm này để cho người ta vui, thì cái đàn cũng cho người ta vui, ta nhìn vô ta thấy mắc cười, ta nói đúng rồi, cái đàn thấy mắc cười. Đó là cho cái niềm vui khi người ta mới thấy nó thôi, chứ còn chưa thấy chơi, chừng thấy chơi người ta còn thấy cười nữa. Cái đàn cái ông mà đàn thao ở Phú Quốc mà chế tạo đàn thao chắc phải gọi chú bằng sư phụ. Cái đàn thao nó cũng như từ cái đàn thùng thôi, nhưng mà đều á, ổng cái một cái này là do bất ngờ ổng làm được thôi, tức là cái đàn người ta phải có cái mặt. Nhưng mà này là ổng cũng bắt chước người ta, ổng cũng chơi theo vậy, nhưng mà cũng cảm thấy sao không cần cái mặt nó vẫn kêu được, thì chế ra vậy thôi. Chứ thực tế thì nó cái âm của nó thì không hay, không phải là cái âm hay được, bởi vì nó là cái tiếng của cái thao, nó chỉ độc thôi chứ nó không hay. Đúng, bắt hết có làm sao có, nó vô trong cái miếng nhôm nó phát ra thôi. Mà cái tôi chịu nó có cái là đó là thứ nhất là dân giả, tức là ở vùng nông thôn có thể lấy cái đó gạo tưới rau được, mà xách ra cũng đờn được luôn. Hoặc xuống bơi xuồng làm cái đó cũng làm đúng cái rồi, dạ. Lấy lên thì dũng nước nó cũng rất là vui. Mà cái đúng được là cái đó là cái đồ gánh nước đó, cái đồ gánh với lại cái thao thì đó, thì nói chung là cái đó là nó từ cái chỗ ông này cũng có chịu nghỉ. Nhưng mà phải gọi chú con còn gọi, phải gọi chú sư phụ toán lý quái gom cục cơ điện tử gì hợp vô đây hết mấy này thì cũng không nghe, nhưng mà đều có thể mình diễn tả mình nói thôi. Tức là nó là bộ dây của nhạc, mà cái dây nhạc thì nó nghe giàu hơn dây cổ. Ví dụ bây giờ cái dây nhạc á, cái chữ này là cái chữ rất là dễ đàn. Đó là cái chữ đố nè, chữ này là chữ rê nè, đố rê nè. Còn cây cổ nó phải vậy, bởi vì cái khoảng cách nó quá xa, nó muốn đi được hai chữ gần vậy, nó phải vậy. Hoặc là nó phải đây, nhưng mà đây thì quá ấm. Cái sợi dây ba nó có một cái chữ rế nằm đây, nhưng mà nó quá ấm. Còn đây nó trong hơn, nhưng mà kéo xa thì lại là hai nốt chập lại là nó làm được. Trong khi đó vậy người ta làm được là giọng cổ nó ra chữ sang, mà ra chữ này rất là dễ.
vậy ta ra rất là dễ. Còn kia gì, còn hoặc gì, vậy gì thì âm khác. Cái đó là cái bộ giữa nhạc, thì nếu ai có chơi nhạc thì hiểu. Nhưng mà nó có một cái điều là bộ giữa nhạc, nhưng mà khi tôi gài nó như vậy. Đây đây, đây cái con thấy cái phím này nè chú. Cái phím này sao chú chịu đũa đây, đây thì đang làm nè. Cái gì nè. Có gài nữa đó ha. Sổ dũa đó, cái phím đó chú dũa cho nó. Cái này là khó làm phím này lắm. Hôm rồi ông ấy nó xét rồi. Làm rồi bỏ, làm rồi bỏ, thành ra không có điều kiện. Chứ phải có, ví dụ như anh em mà muốn hiểu về nó trong cái lúc mình đang làm vậy đó. Dạ. Thì nó ấy, đây đây đây, đúng rồi. Đây. Tại vì nó móc qua, nó là cũng lấy từ cái ý tưởng bên đây. Dạ. Qua đây. Còn hồi đó đó, hồi trước đó, tôi muốn làm lúc này tôi mắc cưa cái phím này nè. Là gài nữa, đàn phím này nè, nó mới đè lại thằng phím trước. Thằng trước chứ nó đè lại là nó mới xuống được thằng này. Nhưng mà như vậy có nhiều khi nó cũng rè. Như bây giờ là nó gài tại đây thì tiếng nó rất là chắc. Đó, tức là nó có những cái chữ mà dây tân nhạc. Nhưng mà khi nghe ta tưởng đâu là dây vọng cổ, dây ngân gian của vọng cổ. Nè, nếu vào không thì ta nói ở này với cái người nghe, ta nói này với ngân gian giọng cổ đâu có gì đâu. Nhưng mà thực tế nó, nếu mà khi xả nó ra nó không còn cái chữ đô thang này nữa mà nó vậy. Này bỏ này, bỏ này là ra nhạc bình thường, đó là giấy nhạc bình thường. Nếu để về vào thì cái dân nhạc nó ở này giấy nhạc. Nhưng khi tôi gài vô ta nói ổ nó giấy cổ, nhưng mà thực tế là nó là gì. Chỉ biết mới làm được. Rồi bây giờ như là khi mà đờn một cái cây đờn mà muốn lấy cung cao, người ta có cây kẹp ta kéo, mà kéo vậy là nó đi nguyên cả về. Tức là khi mà nó đổi nốt là nó đổi hết 6 sợi cùng một lúc đi về, thì có những cái nốt đằng này không có thể đờn được, nó dở chỗ kéo đó. Còn tôi trong khi đó tôi chỉ cần có nốt thì về tôi lên rồi. Chú có đặt cái tên cho cái cây đờn của mình sau khi mình sáng chế không chú? Đặt đó thì đầu tiên nó không có tên, bởi vì nó luôn mua quá tạp. Nhưng mà sau này tôi nghĩ tôi mới đặt nó là liên cầm, tức là nó dính, nó liền nhau, tức là cái đờn liền nhau. Thì bây giờ ví dụ như này nãy đó được đồ của ba trong thế giới này là không có. Độc nhất vô nhị. Ví dụ 4 cây thì tứ liên cầm, 5 cây ngũ liên, rồi thất, rồi thập. Yeah. Là nó thập, chứ bây giờ tôi chơi nó tới 12 rồi chứ không phải thập nữa. Chú sáng chế gì xong rồi có ai lại hỏi để mà mua cái lại cái đàn của chú không? Cái mua thì không có ai mua. Còn học á thì người ta nội thấy tôi mới, tôi nói không người ta dội ngược rồi, thành ra người ta cũng không học nữa. Bởi vì nó dội ngược rồi. Thấy ghê, thấy mệt. Đam mê thì mới làm được. Đam mê mà khai thác nữa, chứ không phải đam mê không. Ví dụ người đó rất là đam mê cái Hạ Quy Di. Nhưng mà thấy tôi mang hai cái lóc đó thì họ đang đàn cái Hạ Quy Di gọi là siêu đẳng dữ lắm rồi, mà khi mà muốn rớ tới đồ nghề tôi chắc cũng cỡ một năm sau họ mới dám ra họ biểu diễn, chứ không phải là họ làm không được. Chú có thường đi show không chú? Show thì có kêu chứ tôi không đi, tại vì sức khỏe rồi mình tới. Trước đây á? Trước thì có đi đoàn. Cái năm mà gọi là tôi thành công nhất đó là năm tôi 18 tuổi á. Thì lúc đó nhạc sĩ Thanh Kim là người mà đầu tiên nhất của Việt Nam đàn cái cây đàn Hạ Quy Di. Là lúc đó ổng đi lưu diễn, ổng gặp tôi rồi là ổng nói là bây giờ em có chịu nhận anh là thầy không? Tôi nói em mà học trên đài của anh đó thì tức là em đã học anh đó. Là có những chữ đàn này là nhờ anh đàn trên đài, chứ anh em cũng chưa biết cái đàn đó ra sao luôn. Mà cũng không biết mặt anh luôn, mà bây giờ gặp đây thì em học cái đó là rõ ràng học anh. Ông nói vậy là em học hàm thụ với anh rồi, gián tiếp thì cũng là thầy của ông tôi rồi, đúng không? Rồi nếu mà em chịu vậy là em phải nhận là em là đệ tử thứ nhất của anh, là bởi vì nguyên vàng học trò của anh không có ai đợt hơn em hết. Đệ tử đầu tiên là tức là một người đệ tử là duy nhất, là hay nhất luôn, cả ngày giờ hiện giờ luôn là con Thanh Kim là đời cũng chưa thấy gì. Mà cả những người đàn đài thì thấy họ đàn cũng không hơn mình được, là bởi vì
cái lóc đờn kéo tới kéo lui là mình đã có năng khiếu đó rồi, nhưng mà mình hay có cái là mình tính nó lời chữ đờn hơn thì mình được hay hơn. Nhưng mà con thấy chú hay là chú hiểu biết rất là nhiều nhạc cụ mà chú chơi được luôn chứ không phải là hiểu không. Ví dụ hạ quy di, guitar cổ, guitar nhạc, guitar bass, rồi ọt, rồi sa gáo, rồi sến, kìm gì chú kia chơi được hết. Thì mình phải biết, khi mình biết mình hiểu được nó, mình hiểu được nó mình mới hiểu về cái âm của nó, cái âm tổng hợp của nó, một cụm nốt của nó là cái gì. Này phải có cái thùng lên nha. Phải biết. Hôm nay tôi là Hồng Phước với Văn Bồn, Hòa Tấu và giọng Kim Lan. Thì cây này là cây ngũ liên cầm, nhưng mà tôi đàn là cây guitar. Còn Bồn thì đàn cây này là tam liên cầm, trong đó cây đàn bát, cây kiềm, cây sến. Đó giờ là bển đàn kiềm. Bắt đầu. Rồi quá hay.